Nghe về Genshin Impact đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội để trải nghiệm mà thấy nó dính quá mọi người ơi, nên phải chia sẻ ngay cho anh em. Đúng rồi. Đây là một tựa game Genshin Impact, một trò chơi phiêu lưu thế giới mở chạy trên tất cả các nền tảng thiết bị gồm máy tính, điện thoại và cả PlayStation. Trò chơi diễn ra trong một thế giới giả tưởng mang tên là Tây Vát, nơi những người được các vị thần lựa chọn được ban tặng vision để hướng dẫn sức mạnh của các nguyên tố, và người chơi sẽ được vào vai một nhân vật bí ẩn có tên là Nhà Lữ Hành và tha hồ khám phá những bí ẩn hấp dẫn trong hành trình chinh chiến của mình. Trong suốt cuộc hành trình của bạn, Payment sẽ đóng vai trò là một người hướng dẫn cho bạn, đưa bạn đi qua những khu rừng, thành phố và các phụ bản của Tây Vát. Và tất nhiên, đã có chơi game ta phải có đồng đội, anh em sẽ cùng ghép đội dựa vào các nhân vật trong Genshin có các nguyên tố và kỹ năng chiến đấu khác nhau, cho phép người chơi thông qua việc kết hợp tổ đội 4 người đồng thời tạo ra các phản ứng nguyên tố khác nhau để chiến đấu. Và đấy là một trong một lý do khi mà mới biết đến Genshin Impact là tôi đã ghiền liền luôn. Nhưng mà chưa hết nha, Genshin Impact mới ra phiên bản mới V2.6 gió thoảng lay vườn tím với những nhân vật mới siêu đỉnh. Nhân vật mới mang tên là Kamisato Ayato, có nghĩa là trụ cột vững vàng, gia chủ nhà Kamisato thuộc hiệp hội Yashiro. Trời ơi, ta nói nhân vật gì mà thư sinh đến lạ, tôi là con trai mà tôi còn mê nữa. Bề ngoài là một nam nhân nho nhã đứng đắn nhưng không thích xuất hiện trước đám đông, ít khi lộ diện, nhưng tài năng thì không đùa được. Xưa kia khi người tiền nhiệm của hiệp hội Yashiro lâm bệnh và nhà Kamisato lung lay sắp đổ, khi đó anh ấy vẫn còn rất trẻ nhưng đã đứng lên ổn định cục diện. Nếu không có những sức mạnh phi phàm và bụng dạ thâm sâu khó lường, anh ấy sẽ không thể đạt được những vị thế như bây giờ. Đằng sau những nụ cười kín kẻ ấy có lẽ còn ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Nói chung đây là một nhân vật hứa hẹn sẽ mang đến sự thú vị cho Genshin đó. Và ngoài ra tại phiên bản mới sẽ có preview sự kiện cầu nguyện vô cùng hấp dẫn, đó là Kamisato Ayato và Venti ra mắt vào ngày 30 tháng 3, Kamisato Ayaka ra mắt vào ngày 20 tháng 4. Cũng trong phiên bản này, vũ khí mới tên là Haran Gepaku Futsu cũng được tung ra. Em vũ khí có sức mạnh của những cơn sóng. Một điểm cũng không thể bỏ qua ở phiên bản V2.6 này là màu sắc rực rỡ của 4 hoạt động mới. Sắc màu rực rỡ tại đảo Rito với lễ hội Irodori, sự lãng mạn của thơ nhạc trăng sao, thế trận khéo léo của trận địa cờ và độc kiếm tranh hùng. Ngoài ra, 2.6 còn mang tới vùng đất mới đá vực sâu, một nơi đã bị phong tỏa nhưng dường như đã sống lại, về nhiệm vụ của chúng ta là khám phá và dẹp tan những bất ổn đang trỗi dậy từ sâu bên trong. Quá là hấp dẫn để mà trải nghiệm một game siêu đỉnh đúng không anh em? Genshin Impact đã có mặt trên mọi nền tảng như là Android, iOS, VS hay PC nên anh em. Đúng như vậy. Nhớ tải về chơi nha. Ok. Ta đã nói còn bao nhiêu lần rồi hả? Nó không được qua lại với tên người rồng kia. Hắn không như chúng ta, hắn không phải là con người. Nhưng con thương anh ấy và anh ấy cũng thương con. Chúng con yêu nhau thật lòng. Bây giờ con còn cãi ta được hả? Giờ con hãy bỏ hắn đi trước khi ta tức giận. Con thà bỏ cái chức công chúa này còn hơn là bỏ anh ấy. Mày lao hả? À, trời dám đánh con hả? Đúng là tên rồng không khiếp binh lính đâu. Đuổi theo con gái của ta và giết tên người rồng đó. Trời, thần nghe rõ hả? Bằng mọi giá, không để con gái ta qua lại với hắn được. Mình phải đi kiếm anh ấy mới được. Đuổi theo. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi anh ơi? Có chuyện gấp em cần nói với anh. Sao em lại tới đây hả? Phải cha em đã ngăn cấm chúng ta rồi sao? Không, em vừa mới cãi nhau với cha em xong. Cái gì em dám làm vậy luôn hả? Cha em là vua mà. Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Bây giờ em đang mang trong mình đứa con của anh. Cái gì? Thật sao? Bây giờ em quyết định rồi, chúng ta sẽ kiếm một nơi thật xa để sống. Nơi đó chúng ta sẽ không bị ai ngăn cấm hết nữa. Được rồi, vì đứa con của chúng ta. Lời người của anh đi. Thôi, em thấy được nó rồi. Tao sẽ giết mày. Con người rồng kinh tởm. Anh ơi, coi chừng. Chết rồi, lỡ tay bắn trúng con chúa rồi. Để biết sao không? Con của chúng ta. Hey, không sao, mình sẽ đổi lỗi cho tên kia là người đã giết công chúa. Con có sao không? Chết rồi, được rồi, để ta cứu con. May quá, tim vẫn còn đập. Được rồi, bây giờ ta sẽ mang con về trị thương. Hai, mời sư phụ ăn cơm nha. Ăn đi con. Ngon quá sư phụ ơi. À đúng rồi, con có chuyện muốn hỏi sư phụ. Hỏi đi con. Dạ là con thấy bạn bè của con người ta có cha mẹ nhưng mà tại sao con không có cha mẹ? Ủa bộ cha mẹ của con đi đâu hả sư phụ? Mẹ của con đã mất từ khi sinh con ra. Còn ba của con thì ta cũng không biết đang ở đâu nữa. Mẹ con mất vừa khi sinh con ra hả? Ồ, có nghĩa là con vừa sinh ra thì mẹ con đã không còn nữa. Dạ con hiểu rồi sư phụ. Ta chính là thầy thuốc nhưng mà ta xin lỗi vì ta đã không cứu được mẹ con. Thôi được rồi, bây giờ để ta chỉ cho con cách để trở thành một thầy thuốc, rồi sau đó con có thể cứu được tất cả mọi người. Dạ con hiểu rồi, nhưng mà sư phụ đừng có tự trách mình, tại vì sư phụ cũng đã cố hết sức rồi mà. Nhưng mà bây giờ con muốn trở thành một thầy thuốc như sư phụ để có thể cứu những người khác, để có thể giúp đỡ những người khác. Ê,
Đúng rồi, nhưng mà sư phụ ơi, sao mắt của con nó lại có cái tròng màu màu vàng vậy? Con thấy sư phụ tròng màu trắng mà ta. Đó là mắt con nó cũng bình thường à, không có gì hết. Là tại vì sinh ra là nó vậy thôi à, chứ nó không có gì hết. Trời ơi, sư phụ làm gì mà ấp úng vậy trời? Thôi không sao vậy coi. Vậy sư phụ chỉ có mấy bài thuốc đi để mai mốt còn cứu người khác nữa. Được rồi, cho ta. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi học những bài thuốc của sư phụ. À quên đó. Thì chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã đến với kênh Tù Gà TV, và rất vui khi được gặp lại các bạn. Thì trước khi vào video, các bạn đừng quên cho mình một like, một subscribe cũng như là cho mọi người trong Sinh Tố Team nha. Ok, let's go. Hay, mình vừa đi mua thuốc về cho sư phụ. Sư phụ dặn mình mua hai cái gói thuốc này. Ok, đi về thôi. Ây da, trời ơi, đụng đau quá, xin lỗi bạn nha. Mày chú đi tới đây. Mày thằng dị hợm này, nhìn cái mắt mày nhìn gớm mà. Mày bị mù hả? Đây không có nhìn đường hả? Ôi trời ơi, tính ra là ông không có nhìn đường, ông đụng tôi thì có ông đừng có xạo nha ông. Mắt mày bị cái gì mù vàng nhìn gớm quá vậy? Mắt tôi bị gì đâu? Vậy là bị mù hả trời? Ôi ông có nha. Thầy tôi nói là cái này là người đặc biệt mới có được như vậy nha. Trời đất ơi, cái tên này sao mày? Ây da, sao đánh tao? Ôi, tao không có mù nha, tao đánh lại được mày nha. Ây da, sao nó đánh mày luôn vậy? Ôi trời, trời đất ơi. Ôi đừng có đánh tôi nữa coi. Đang ngồi. Ây da, đau quá. Trời đất ơi, cái tên này á vừa bắt nạt mình hay sao quá trời. Rõ ràng là nó đi nó đụng mình mà, các bạn thấy rõ không? Tự nhiên nó kêu mắt mình bị mù, mắt mình màu vàng thôi mà. Có gì đâu, thôi kệ đi. Về đưa thuốc cho sư phụ vậy. Sư phụ ơi, con bị đánh rồi nè sư phụ ơi. Có sao không? Để tao xuất thuốc cho. Dạ, tự xuất thuốc được nhưng mà con bị đánh. Tụi nó còn kêu con là bị mù nữa à sư phụ ơi. Rõ ràng là nó không thấy được, nó đi đụng con mà. Thôi không chịu là bây giờ sư phụ dẫn con đi đánh nó đi sư phụ. Đánh lại nó luôn. Thôi kệ tụi nó đi con. Chúng ta là những thầy thuốc chứ đâu phải là thầy võ đâu. Mình đi đánh nhau. Vậy ơi trời ơi, con hiểu rồi. Ê dạ đây thuốc của sư phụ, giờ con đi mua nè sư phụ ơi. Được rồi, cảm ơn con. Thôi được rồi, bây giờ ta đi chế thuốc cái rồi mai mang cái thuốc này cho bệnh nhân. Dạ con hiểu rồi. Con hiểu rồi, sư phụ đi chế thuốc đi. Trời đất ơi, tự nhiên cái ngày hôm nay bị đánh cái tức thiệt chứ. Sư phụ đi chế thuốc vui vẻ nghe. Thôi được rồi, bây giờ đây chính là thuốc đây. Con phải mang qua cho nhà bệnh nhân rồi hãy đưa nó cho bệnh nhân uống, được chưa? Dạ con hiểu rồi. Chị ta để ở trong cái túi đó đó. Dạ. Con nhớ lấy ra mà xe bệnh nhân đang cần gấp lắm rồi đó. Dạ con đi liền. Ok, con bye bye sư phụ nha. Ok, bây giờ mình phải đem cái gói thuốc này qua cho bệnh nhân giúp sư phụ để mình chữa bệnh cho người ta nữa. Ok đi thôi mọi người ơi. Mình phải đi nhanh lên không là ấy cha, sao đụng hoài vậy trời? Xin lỗi. Ồ, trời ơi, lại là mày nữa hả? Sao tao đụng mày hoài vậy trời? Lại là mày nữa hả? Mày muốn chết hả? Mày sao? Ây da. Trời đất ơi, tại tao đi gấp để tao chữa bệnh cho người ta mà. Ây da, trời. Mày đứng yên đó, tao quánh mày. Ây da, đau quá. Trời ơi, mày làm tao tức rồi đó. Cái gì á? Bị gì á? Tao nói giờ ta. Trời đất ơi, hình như cơ thể mình vừa phát ra cái gì á các bạn ơi. Cái gì mà kêu quá vậy trời? Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm ơn con đã giúp ta nha. Dạ. Không có con vợ ta không sống nổi. Dạ được rồi. Chú nhớ cho vợ uống thuốc đầy đủ nha chú. Được rồi, cảm ơn con. Ta đi nha. Dạ, chú vô nhà đi. Trời đất ơi, may quá, mình đã đưa thuốc kịp cho người ta rồi. Thôi được rồi, đi về thôi mọi người ơi. Ai kêu? Ơi, lại là ông nữa hả? Trời ơi, sao mày cứ muốn đánh tôi hoài vậy? Cảm ơn bạn đã giúp mẹ tôi nha. Ủa, cái gì? Ông vừa bước ra từ trong cái nhà này hả? Đúng rồi. Ủa, có nghĩa là hồi nãy là người tôi chữa bệnh cho là mẹ của ông hả? Đúng rồi á, xin lỗi vì đã coi thường ông nha. Trời ơi, không sao, trời đất ơi. Phải nhớ là chăm sóc mẹ cậu cho kỹ nha. Hồi nãy tôi thấy mẹ cậu cũng yếu rồi, hên là có thuốc của thầy tôi đó. Cảm ơn. Được rồi, vô chăm sóc quay thôi, bỏ qua đó. Trời đất ơi, sao đừng đánh ta nha trời. Hay rồi, đi về thôi. Trời đất ơi, hóa ra là bạn hồi nãy mình đụng là con của gia đình đó, mình chữa bệnh luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, vậy là xong rồi, bây giờ mình phải về thôi để báo cho sư phụ biết. Thôi đi vô nhà thôi, phải báo tin vui cho sư phụ mới được. Ơi, giọng của sư phụ. Ơi, cái gì vậy? Ơi, tên kia đứng lại. Ơi, nó làm gì sư phụ vậy? Sư phụ đâu rồi sư phụ? Ơi, sư phụ nằm kia kìa. Sư phụ sao không vậy? Trời ơi, tên kia nó làm gì sư phụ vậy? Tên cướp đó con. Cái gì cướp hả? Ta còn đánh ta nữa. Chết rồi, sư phụ có sao không vậy? Trời ơi, nhìn sư phụ yếu quá. Giờ phải làm sao đây? Tên kia đúng là tức thiệt mà. Tức quá hơn làm dâm làm hại sư phụ của mình. Mình tức quá. Ôi cái gì vậy? Tên khốn nạn. Ôi cái gì vậy? Ủa sao mình biến thành con gì vậy? Ôi sư phụ ơi, sư phụ ơi, con bị biến thành con gì nè sư phụ ơi, cứu con với. Chết rồi, mình bị biến thành con gì rồi? Ủa gì vậy sư phụ? Nghe ta giải thích
đây. Sao vậy sư phụ? Con chính là người rồng. Người rồng hả? Thật là ba mẹ con cũng chính là người rồng. Cái gì? Đúng hơn là ba của con chính là người rồng, còn mẹ con chính là công chúa. Cái gì? Là sao vậy sư phụ? Sư phụ nói gì con không hiểu gì hết trơn. Quan trọng là bây giờ con tự nhiên biến thành con rồng gì ghê quá. Ôi, mọi con biến lại bình thường rồi. Con ghi chép ta để trong cái tủ đó. Hãy đọc nó. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, tên cướp khốn nạn đó. Ê, nhưng mà hồi nãy sư phụ nói gì mình là người đồng gì nghe khó hiểu à. Ê, trong cái tủ có quyển sách, tủ nào? Cái này hả? Ê, không phải cái này, cái này. Ê, cuốn sách nè, để mình đọc thử coi. Mình phải đọc, bây giờ mình phải đọc thử cuốn sách mới được. Mình đã hiểu mọi chuyện rồi. Mình phải đi gặp đức vua. Cho mày vào đây hả? Nhanh lên, nhanh lên. Ủa, đức vua. Ô, đức vua đây rồi. Trời đất ơi. Con chào ngài. Dạ, không biết hắn từ ngoài vô, thần thần không đuổi kịp hả? Đức vua, con chính là con của công chúa năm xưa. Là cháu của ngài đó. Ngươi nói sao? Con gái của ta đã chết từ lâu rồi mà. Dạ đúng rồi. Và trước khi chết, mẹ của con đã sinh ra con, cho nên con chính là con của mẹ công chúa và ba rồng. Ngươi nói sao? Ngươi còn dám nhắc chữ rồng trước mặt ta hả? Con biết tên rồng đã là người giết con gái của ta không? Nhưng mà con không nhiều lời nữa. Lính đâu? Nhốt nó vào trong tù cho ta. Hình như nó cũng là người rồng luôn á. Đức ơi, đức vua, ngày không có nghe con hả? Trời ơi, rồi luôn, mình bị bắt vô tù luôn rồi, mình còn chưa giải thích cái gì cơ mà. Mày hả con, bây giờ ở đây đi, lũ rồng hả? Tao ghét nhất lũ rồng này trên đời. Ở đây thoải mái, tao đi đây. Thả tôi ra. Trời đất ơi, mình bị nhốt vô trong ngục tù rồi, mình có làm cái gì đâu. Ai vậy? Người nào vậy ta? Ủa sao chú kia ngồi ở đây vậy? Hình như mắt chú cũng màu vàng, sao nhìn giống mình vậy ta? Mắt mình cũng màu vàng nè. Để vô hỏi coi. Chú gì đó ơi? Im lặng đi, nhóc màu mau quá. Ủa sao chú ở đây một mình? Dạ chú bị nhốt ở đây lâu chưa? Con mới bị bắt vô. Nhưng mà con không biết sao con bị bắt nữa. Con chỉ muốn giải thích là con chính là cháu của đức vua thôi mà, là con của mẹ con á. Nhưng mà đức vua không có tin. Chẳng biết làm sao đây trời. Từ khi sư phụ mình mất, bây giờ mình không biết giải thích sao luôn. Mình đã kiếm được cái cuốn sách đó. Phải làm sao ta? Nhóc này đang lẩm bẩm cái gì ồn ào quá rồi đó. Đôi mắt của nhóc. Dạ sao vậy ạ? Sao nó trông giống ta thế? Ủa thì nãy con cũng thắc mắc á, là mắt của con không hiểu sao nhìn giống chú. Có cái tròng màu vàng, người ta là tròng màu trắng không à? Mắt này chỉ có người rồng mới có. Mà ta nhìn nhóc thấy quen quá. Để chút đã, nhóc tên gì vậy? Dạ con tên là Tô Gà Ti Di. Sao vậy ạ? Dạ đúng rồi. Nhóc nói mẹ của cháu cũng là chúa gì hả? Dạ đúng rồi, mẹ của cháu là công chúa ở đây hồi xưa, là con của vua, còn ba con là một người rồng. Xong rồi hình như con nghe bảo là hai người bị ngăn cấm cái gì đó, xong rồi nói mọi chuyện xảy ra gì rắc rối lắm. Con là con của ta. Ơi, con gì của chú? Không phải đâu, chú có lộ không vậy? Không biết sai được, con chính là con của ta. Hả? Vậy không lẽ là ba rồng hả? Nhưng mà sao lại ba lại bị nhốt trong tù như thế này? Đó là tại vì tên lính kia đã đổ tội cho ta là giết công chúa, từ đó tên vua mới bắt ta trong đây chờ ngày xử tử. Có nghĩa là tên lính hồi nãy là người đã giết mẹ của con sao? Rồi còn đổ tội cho ba nữa. Như vậy đấy con. Đúng là độc ác thiệt mà. Bây giờ mình phải kiếm cách để nói cho vua biết mới được, chứ không thể để thế này được. Không thì ba mình sẽ bị xử tử một cách oan uổng. Không được. Giờ có ai nghe mình không ta? Vua ơi, mở cửa cho con. Nơi này rất cách xa cung điện, không ai có thể nghe được chúng ta. Chết rồi, bây giờ mình phải làm sao đây để có thể minh oan cho ba mình bây giờ? Anh nghĩ vô dụng thôi, ta đã ở đây lâu lắm rồi mà. Ta không thể kìm cách nào để ra được hết trơn á. Mà thôi, giờ ta có con, gặp lại con trai của ta rồi, ta cũng rất là vui. Dạ, con gặp lại ba, con cũng vui nữa. Nhưng mà ba sắp bị xử tử rồi. Không sao đâu con. Sao chứ ba, sao mà không sao không được. Ba đâu, sắp đi rồi đâu, mà. Không sao đâu. Ủa, có tiếng gì vậy? Hình như ở trên kia có chiến đấu hay cái gì mà nghe nổ đùng 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 kia vậy ba. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Ê, cái gì vậy? Cái chỗ nhà tù của mình bị nổ rồi. Hình như là con nghe tiếng một con rồng khác đang tới đây. Không lẽ để con lên coi mới được. Dạ, con biết rồi. Chết rồi, cầu thang chỗ này bị vỡ rồi. Để con bắt cua lên. Rồi, được rồi. Nhanh lên. Hướng nào vậy, ba ơi, nhanh lên ba ơi. Để con có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy ta? Ôi, trời đất ơi. Ba ơi, hình như là có một người rồng khác kìa. Sao người ta phá cái chỗ này vậy? Bà rùa đâu rồi? Bây giờ hôm nay tao sẽ tới đây sẽ giết mày. Tại vì mày dám giết loài rồng của bọn tao. Ôi trời đất ơi, không được ông ơi. Chết rồi. Bình tĩnh lại ông rồng ơi. Giờ sao ta? Thôi được rồi, bây giờ để con biến thành rồng để con ra con nói chuyện với ông thử. Đợi con một xíu nha. Cẩn thận nha con. Ông rồng đỏ ơi, con cũng là rồng này ông ơi. Wow, người cũng
tới đây để giết thằng vua hả? Không, khoan đã. Con tới đây để con ngăn cản ông không được làm như vậy. Tại vì vua đó chính là ông ngoại của con. Nên con muốn bảo vệ cái chỗ này. Nên ông đi đi, ông đừng có ở đây nữa. Thằng nhóc này mày nói cái gì vậy hả? Trời đất ơi, con đã bảo rồi, bây giờ ông đi đi, cái chuyện trong lâu đài này để con xử lý cho. Còn nếu ông mà còn muốn phá này là con đấu với ông luôn đó. Nhóc con rồng mới lớn mềm đấu ra sao? Ở đây ơi. Ôi trời ơi, được rồi, vậy ông muốn chơi thì chơi, con sẽ chơi vô luôn. Ây cha, nóng quá, trời ơi, ông rồng này mạnh quá vậy. Trời ơi, ông mạnh quá, chạy bắt. Con sẽ đấu tiếp với ông, cho đến khi nào ông bỏ cuộc thì thôi. Cha, không được làm hại ông ngoại của con như vậy chứ. Ây cha. Ôi, mạnh quá. Thôi được rồi, bây giờ mình phải dùng thiệt là nhiều sức mạnh, mình dồn vô một quả cầu một lần để dính ông luôn. Cố lên, hãy cha. Hình như mình bắn dính rồi. Ông bị dính đạn của mình rồi. Để mình tới hỏi coi. Ông có sao không? Trời ơi, con không cố ý làm hại ông đâu, nhưng mà bây giờ con bảo rồi, bây giờ ông hãy đi đi, để con chỗ này con lo cho. Tên nhóc vô khiếu này. Thôi được rồi, ta tha cho lần này đó, nhưng mà lần sau không có chuyện đó đâu. Được rồi, ông đi đi. Trời ơi, có lần sau đâu ông ơi, lần sau con bắn ông gớt xuống chỗ khác luôn, chết luôn á ngang. Rồi được rồi, bye bye. Mày quá không sao rồi. Ôi, mày quá cứ tưởng là sẽ gặp chuyện gì các bạn ơi. Không biết ba mình đâu rồi. Ủa, ba của mình đâu rồi ta? Ủa, tiếng gì vậy? Bây giờ ông đã không còn ai kế bên ông nữa rồi. Những bọn lính đã bị bọn rồng tiêu diệt hết rồi. Người dám phản bội ta hả? Đúng như vậy, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ta sẽ giết ông để chiếm ngôi vương. Ê, tên kia, không được làm như vậy. Người tính làm hại người thân của ta là không được. Tránh ra. Bây giờ ngươi có tránh ra không? Thì ra ngươi chính là con rồng đó sao? Đúng như vậy. Và bây giờ ta ở đây để xử ngươi. Những kẻ phản bội như ngươi thì không đáng được sống. Hơn thế nữa, năm xưa ngươi còn giết mẹ của ta, rồi còn đổ tội cho ba ta. Chính hắn là người đã giết công chúa đó thưa vua, chứ không phải là cha của con. Thì tao sẽ tiêu diệt mày. Ta sẽ trả thù cho mọi người. Chơi đi. Người dám làm hại hả? Làm hại vua nè. Này thì làm hại vua nè, còn giết mẹ của ta nữa. Cuối cùng mình cũng đã trả thù xong rồi. Hắn chết rồi mọi người ơi. May quá. Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá. Tình nhốt. Dạ. Người đã cứu mạng ta. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì ông là ông ngoại của con cơ mà. Ta là ông ngoại của con hả? Dạ đúng rồi. Như hồi nãy con nói, con chính là đứa con của con gái ta luôn hả? Dạ đúng rồi, mẹ con là vừa lúc sinh ra con là sau đó qua đời luôn, nên con mới được sinh ra đó. Ta hiểu chuyện rồi, đã vậy ta sẽ xin lỗi. Xin lỗi mẹ con, xin lỗi cha con, xin lỗi con luôn. Và để chuộc lỗi này á, sửa sai, ta sẽ nhường ngôi vương này cho con, được không? Hả? Cái gì? Ông ngoại nói thiệt hả? Đúng như vậy. Nhưng mà con là người rồng cơ mà, không phải ông ngoại rất là ghét người rồng hay sao? Thôi được rồi, ta lại có cái nhìn khác vì con rồng rồi. Người rồng thật ra tốt bụng lắm. Thôi đúng rồi, hãy đi xem ba con như thế nào đi. Thả ba con ra. Trời ơi, con thả ba con không phải con thả ba con mà là cái nhà tù nó tự vỡ. Ha, chứ con không thả gì hết nha. Thôi rồi, đi tìm ba con thôi. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy video này, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người trong sinh tố tim nha. Ok, và đừng quên bấm vô cái chuông để nhận tất cả mọi thông báo từ kênh Tô Gà TV. Ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nha. Hello, xin chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.